thành bạn không là nhờ pha này đây. Ba đầu tiên tỷ lệ 40% lên dùng nào. Đây được là cho anh em lên dùng nào. Hello, xin chào anh em nha. Tại là mình đây. Thì hôm nay mình lại tiếp tục làm một video về con game mua season 6 N6.co nha anh em ơi. Thì tối nay công thành rồi. Mấy hôm nay mình đang cái bộ phim kinh dị Win 3 nhưng mà chưa thành công. Thì hôm nay mình có xoay được một mớ Long Condo đây rồi. Thì mình tính là lên thêm vài phát nữa. Rồi mình sẽ lên Win luôn. Thì đây mình đang có chuẩn bị thêm 3 lần xoay đi. Đây. Đây nha, đây có bạn các bạn đây. Thì bây giờ mình đang có đặt cái này, mình đặt ai lên được cái này. Bây giờ đây là cái này chứ. Trước tiên là đặt cái nó ốp, ốp rồi đang. Trời. Coi nào. Lúc, 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 ok. Thành công ốp hết nè. Đó nè. Rồi. Ok. Ôi, hết mất B rồi. Đi làm mất B ra. Đây, mình phát này nó không lên được. Thì nó cũng phải bó tay luôn anh em ơi. Rồi. Ok. Hy vọng là ngày hôm nay may mắn sẽ lên được với mình. Quá tam là mất chụp đoạn rồi. Thì bây giờ mình sẽ đập một lần ba quy trình ba phát lông đô, sau đó là mình sẽ áp Win. Thì Win 3 thì mình có 3 bộ rồi. Đấy. Cái gì đấy? Win 3 mình có 3 bộ rồi nha. Sẽ tán luôn luôn ba luôn nha. Đối đất lên đồng một đồ không việc. Đối. Chơi luôn à. Chà. Ây da. Ây da. Một phát. Bất động sản bắt đầu đổ đất lên con đồ không kìa. Đổi liền đấy. Thiếu đất mà. Kỳ vậy. Đừng mua món này nữa. Mười sáu. Không lên nổi 16 kìa. Mở bót cũng không năng giờ. Thank you.
nhẹ nhàng thôi. Không lên được cái gương mặt này. Đất 500k lấy hai lông chịu không? Rồi. Bán thắt đi một lần. Rồi, bây giờ bắt đầu nha anh em ơi. Tiếp mục tiêu tinh dị bắt đầu từ từ đó mà từ từ đủ 3 bộ nha. Đây cái này thì đủ ốp, cái này 12 ốp không? Thì mình sẽ đọc cái này với cái này đi. Đấy, sẽ là dành cho 3 bộ sai win. 3 bộ sai win là sẽ đọc cái này đi. Mua ba lông đi, bán cho ba lông nè. Rồi. Bất động sản đang hỏi mua, hỏi đổi lông với mình nha. Đổi một viên đất. Lấy ba lông cái chá, không lên hả? Hết là bắt đầu. Ây da, hơi nóng rồi anh em ơi. Sao bạn ơi? Mình xoay sao? Đang bao lâu nữa thì đổ luôn. Ây da, cái này không sao. Ây da, nhầm hả? Vậy là mua nhầm rồi đấy, mua mắc rồi đấy. Đấy đáng thật. Đất chưa vào xin sợ lắm. Sao ok, thử xem hai cái này cái đó à, mà cứ cho cái này lên lên cậu chiến đi nhỉ. Cái này bao ốp mà kiếm này bao ốp được này, ngọc kiếm rồi. Rồi 16 tiếp thì để mình đi xem đủ bộ không nha. Đủ bộ để mình tí nó đập xịt là mình sẽ tác luôn. Mình sẽ tác luôn. Mình gọi là mày muốn xem luôn. Để tí nhất là mình gọi là mày. Tí nhận 40% là đủ này. Mấy cái này mới 30%.
để nó không phải sự kêu mình này. Cái này đủ nè, cái này ba ốp là đủ nè. Cái này đủ luôn nè. Rồi. Như vậy là cái này vẫn thiếu anh em ơi. Cái này vẫn thiếu, vậy là phải đập cái trượng lên một chút xíu. Đây mình sẽ đập cái trượng này luôn. Ừ. Nhưng mà cái đó hơi ẩu, hơi ẩu. Mùi bia cho nên hơi ẩu. Mùi nước thơm lắm rồi. À, đập nó ra bụi lá thịt. Bỏ vào lại nè. Với hết nè. Rồi, như đây là ổn áp nha. Thì mình nghĩ tỷ lệ này là đủ rồi. Sẽ đủ cho một này 30% thì có cái này là mình có 10% rồi. Ok. Bây giờ là đủ 3 bộ. Bắt đầu mình xin xay xoay cái linh hồn trước. À, SB đây rồi. Đây là cái bộ hồn quá. Có hồn rồi. Đây là cái ban hành này. Hồn đang sắp tầm ý. Ui, lại đuôi bà đi ngàn rồi. Rồi ba bộ nữa nè. Mà nó nắm ra đi đâu gì. Rồi. Bộ luôn. Hai, bốn, năm. Sáu nè, cũng mà bộ này. Nhưng mà mình mua sẵn luôn một xíu là mình phải sẵn mình vã thôi. Mặc hoặc lên nó thì 4 triệu. Bây giờ là mình sẽ thắng cái linh hồn con lông vũ con đô trước nha. Đây ba phát này đây thì ba cái này, ba cái này đây, đây rồi đủ ba bộ một phao. Ơi một cái nào nữa đâu, ở đây thì mình thấy một cái huynh đấy. Đây à, huynh đấy rồi. Ok nha. Ok. Thì bây giờ mình mua đồ gì đấy. Mặt phải mua luôn nè. Mua hàng khác chứ đã. Nếu mà lên được thì ngon, lên được thì mình lại mình lại đi mình xoay thêm một bộ nguyên ba nữa. Đây nha. Bắt đầu pha đầu tiên. Pha này thì mình chỉ quay bằng này trước. Đấy. Đấy, đấy. 60% nha. 60% cho 100% là mát luôn này. À, may mắn những người luôn 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 mang tên. Wow, rồi đấy, có mùi xịt rồi anh em ơi, xong rồi, hiểu rồi, 100% sắp tập rồi. Và thứ hai, chậm lại thôi, sống chậm lại. Đừng nó chậm lại, suy nghĩ nhiều hơn đi.
Để hôm nay nó kết thúc được phim kinh dị không? Tôi thấy mùi thơm thấm đây. Mùi này rất thấm. Lỡ nhịp kìa. Ô cái ma lỡ nhịp kìa. Ô hỏng rồi anh em ơi. Nó cái cùng để đổi lệ luôn bây giờ. Ô hỏng rồi, nó cái cùng nhưng mà cái chân quân ba lại đẹp. Ba này lên đâm ra lại dở rồi đấy. Cái chân quân ba đang đẹp. Ok, xin tay. Đúng rồi. Ba mắt quân ba xịt ở lông vũ xịt anh em ơi. Rồi bây giờ pha đầu tiên luôn này. Pha đầu tiên. Đây, pha đầu tiên luôn nha. Thành bại không là nhờ pha này đây. Pha đầu tiên. Tỷ lệ 40%. Lên dùng nào. Có ngàn rồi anh em ơi, pha đầu tiên đã banh nóc rồi. Pha thứ hai nào. Không lên được thì chắc là ốp lùm quá. Pha thứ hai đủ chưa? Đủ rồi. Rồi, về là chào đủ rồi. Thứ nào anh em ơi? Pha này không cần nữa, chưa từng tắt mặt này đi. Làm mùi này. Lên dùng đi khổ lắm rồi. Bà nó chữ nề đấy. Ba phát tin tiếp anh ơi. Thật đấy. Chữ thề rồi. Ba cuối cùng này. Ba cuối cùng này. Ba mịt mờ quá. Đúng. Trời ơi. Không lên được ba nào luôn. Vô tàng luôn. Thôi, kết thúc. Ô vãi thật. Biết lúc này đổi viên đất đi ông bất động sản được rồi. Rồi thua. Rồi, mình kết thúc video này anh em ơi, chán lắm rồi.